Hello cả nhà, mình đang chiên bánh tráng kẹp chả cá. Chiên như thế này là đã giòn rồi nè. Xong cái mình bỏ ra cái đây. Đó, đó, đó. Bánh tráng này là bánh tráng mè trắng ở Quảng Ngãi. Chiên đây rất là giòn. Xong thì nước chả trong như mình đúng giờ đây là chả cá rất là thơm luôn. Món này đảm bảo là mấy bạn nhỏ mà thích ăn gà KFC á thì cái này nó cũng giòn cũng ngon, thì có thể thay thế chấm tương ớt nữa. Đây là thành phẩm của mình đây. Ngon quá trời ngon luôn.